Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quả Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong cái phiên ngày giao dịch ngày 25 tháng 12, và qua đó cũng sẽ đánh giá là một cái nhịp tăng điểm như thế này nó sẽ mang lại một cái tâm lý như thế nào cho thị trường ở trong giai đoạn sắp tới, và nó có những cái điểm tích cực nào chúng ta cần lưu ý, hay là nó chỉ là những cái nhịp tăng trong cái giai đoạn giằng co của chỉ số ở thời điểm hiện tại mà thôi. Thì cùng Thành theo dõi và chia sẻ cũng như là trong video ngày hôm nay ha. Thì kết phiên giao dịch ngày hôm nay á, chúng ta đã đón nhận được một cái sự kiện khá là nổi bật, đó là về việc là KRX lại tiếp tục lỡ hẹn vào ngày 25 tháng 12 này. Thì cái việc họ lỡ hẹn như vậy là do là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có thông tin chính thức nào mới liên quan tới việc là đưa hệ thống vào vận hành. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì gần như là giờ không có một cái thông tin nào mới, thì chắc chắn là việc hệ thống nó sẽ không thể nào vận hành được đúng hẹn như cái kế hoạch đề ra trước đó là vào ngày 25 tháng 12 trong năm 2023 này. Đó. Thì đây là cái câu chuyện về KRX, và điều này Thành đã có nói và đã có chia sẻ cho anh chị ở trong những cái video trước rồi về việc nếu mà KRX đi vào hoạt động thì sẽ như thế nào, còn nếu mà không đi vào hoạt động thì sẽ ra sao. Thì ở thời điểm hiện tại chắc hẳn là nhiều anh chị đang lo lắng về cái nhóm ngành chứng khoán tại thời điểm này, đúng không ạ? Và chúng ta không biết rằng là liệu KRX lỡ hẹn như thế này thì liệu cái nhóm ngành chứng khoán nó có quay đầu nó giảm điểm hay không tại cái thời điểm hiện tại ha. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ trả lời về cái câu hỏi đó. Thì trước tiên nói với việc là cái nhóm ngành chứng khoán nó có bị ảnh hưởng hay không, thì chúng ta hãy phân tích thử xem cái mục đích của KRX tại thời điểm này là như thế nào. Đó. Có phải là khi mà đưa ra một cái hệ thống KRX đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ kỳ vọng là đây là một cái hệ thống là giúp tăng thanh khoản cho thị trường, đúng không ạ? Rút ngắn thời gian giao dịch từ T cộng 2.5 xuống còn T cộng 2 và tăng cái lượng giao dịch hàng ngày của thị trường lên. Thì từ đó sẽ làm cho gì ạ? Cái thanh khoản nó tăng lên, và thanh khoản tăng lên sẽ các cái công ty chứng khoán sẽ là người gì hưởng lợi nhất, đúng không ạ? Thì đó là cái kỳ vọng của chúng ta tại cái thời điểm hiện tại và kỳ vọng cho cái KRX khi đi vào vận hành. Nhưng nếu mà chúng ta đặt một cái câu hỏi ngược lại là nếu KRX đi vào vận hành nhưng nhà đầu tư vẫn không chịu giao dịch, không giao dịch, điển hình như là thanh khoản trong những phiên giao dịch vừa qua đi, trong một tuần vừa qua thanh khoản nó cứ thấp như thế này, thì liệu KRX nó đi vào vận hành thì nó có thay đổi được cái cục diện hay là cái bối cục ở thời điểm hiện tại hay không, đúng không ạ? Đó, thì đó là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Đó, khi mà thanh khoản nó cứ thấp như thế này thì cho dù KRX có đi vào hoạt động hay không đi vào hoạt động thì cái kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nó cũng đâu có thay đổi đâu, đúng không ạ? Đó, nó cũng đâu thay đổi đâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các cái công ty chứng khoán họ bắt buộc là phải gì? Phải có cái gì thanh khoản phải tăng thì họ mới tăng được cái lợi nhuận, tăng được cái doanh thu cho họ được, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái vấn đề của KRX, nên là Thành mới nói một câu á là cho dù KRX có đi vào hoạt động thì liệu nó đi vào hoạt động như vậy cổ phiếu tăng hay giảm chúng ta còn không biết, đúng không ạ? Chưa chắc là nó đi vào hoạt động thì cổ phiếu sẽ tăng. Đấy, và ngược lại, nếu mà nó đi vào hoạt động thì có thể là gì ạ? Cổ phiếu cũng sẽ giảm. Vậy lúc cổ phiếu tăng chúng ta nên làm gì? Hoặc là lúc cổ phiếu giảm chúng ta sẽ làm gì? Thì nó sẽ là cái cách hành động phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại, thay vì chúng ta cứ đi đoán là KRX có vận hành được hay không. Đó, thì ở đây Thành lấy ví dụ về cái vấn đề thanh khoản để cho mọi người hình dung và mọi người thấy được cái vấn đề ở thời điểm hiện tại và cái mối quan tâm chúng ta về KRX tại lúc này ha. Rồi, nhìn về thanh khoản thì phiên giao dịch ngày hôm nay nó đã có sự cải thiện so với phiên giao dịch trước đó rồi, gần như là nó tăng khoảng 20-30% so với phiên giao dịch trước đó bởi cái đà tăng điểm tích cực của chỉ số đâu đó khoảng 15 điểm. Đấy, và chúng ta thấy là lượng thanh khoản tăng và điểm số cũng sẽ tăng theo, thì đây cũng là một trong những cái tín hiệu tích cực cho cái nhịp tăng của chỉ số tại thời điểm này. Thì tại sao Thành gọi đó là cái nhịp tăng? Bởi vì chỉ số nó vẫn đang trong cái giai đoạn giằng co, đúng không ạ? Trong biên độ từ 1075 cho tới 1130 điểm. Thì đây là một cái biên độ giằng co tương đối lớn của chỉ số. Đó, đó là chỉ số nó đang có gì ạ? Dấu hiệu nó tiến lên, nó thử thách lại cái mốc kháng cự quanh 1130 ở trong những giai đoạn sắp tới, đặc biệt là gì ạ? Cái tuần cuối cùng của tháng, của gì ạ? Và của năm hoặc là của tuần. Đó. Ở thời điểm hiện tại luôn. Đấy, nên là nó sẽ có nhiều ý nghĩa hơn đấy, cho cái xu hướng của thị trường ở trong năm 2024 ha. Rồi, chúng ta nói riêng về cái phiên giao dịch ngày hôm nay một tí đi. Có nghĩa là đà tăng điểm của phiên giao dịch ngày hôm nay á, chúng ta thấy là phần lớn, nói chính xác hơn là toàn bộ luôn,
phụ thuộc vào cái đà tăng giá của các cái cổ phiếu trụ, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là các cái cổ phiếu mà nó tác động mạnh tới đà tăng giá của chỉ số như là Vietcombank nè, như là Masan nè, BIDV nè, GAS nè, Vinhome nè, hoặc là VPBank nè, CTG nè, hoặc là HBG này nọ cái thứ, đúng không? Phần lớn đều là các cổ phiếu trụ hết. Thì nhiều nhà đầu tư cho rằng là với cái việc tăng của cổ phiếu trụ và tăng kéo chỉ số như vậy á, thì nó có thể là một cái tín hiệu tăng không bền, bởi vì dòng tiền nó chỉ vào cổ phiếu trụ thôi, sau đó dòng tiền nó rút ra khỏi cổ phiếu trụ thì gì vậy? Cái chỉ số nó lại quay đầu nó giảm điểm theo. Đương nhiên điều đó Thành đồng ý, nhưng chúng ta cũng phải nhìn lại rằng á, là cái đà tăng nào của chỉ số hoặc là bất cứ một cái sóng tăng nào của chỉ số á, nó cũng đều khởi đầu bằng cổ phiếu trụ hoặc là các cái cổ phiếu ngân hàng, chứ nó không thể nào nó khởi đầu bằng các cổ phiếu chứng khoán hay là các cổ phiếu gì ạ, bất động sản được. Có thể là các cổ phiếu chứng khoán và bất động sản nó cùng tăng tại cái thời điểm đó theo các cái cổ phiếu trụ, bởi vì sao ạ? Bởi vì các cổ phiếu như chứng khoán, bất động sản thì nó không có cái khả năng để mà dẫn dắt chỉ số hoặc là tác động mạnh vào chỉ số, nên là chỉ có các cổ phiếu ngân hàng, các cổ phiếu trụ nó mới tác động mạnh thôi. Vậy nên thì trước mắt ở thời điểm hiện tại chúng ta nhìn thấy hai vấn đề, đó là chỉ số tăng, thứ hai là gì ạ? Dòng tiền thanh khoản có sự cải thiện ở thì đó là hai yếu tố giúp chúng ta đánh giá được là thị trường ở thời điểm hiện tại đang cho chúng ta thấy những cái tín hiệu rất khả quan. Tuy nhiên thì nó vẫn đang trong một cái giai đoạn giằng co ở, nên là chúng ta cũng không cần phải quá FOMO tại cái thời điểm này để rồi dẫn đến gì ạ? Những cái tình trạng mua đuổi đối với các cổ phiếu trên thị trường. Điển hình là cái nhóm ngành thép trong video dịch ngày hôm nay Thành đã có chia sẻ với anh chị rất là nhiều về cái nhóm ngành này rồi, đúng không ạ? Đó, Thành đã đặc biệt là cái trường hợp về Nam Kim nè, Thành cũng đã nói rồi và Thành cũng đã vẽ ra cho anh chị luôn cái kịch bản là nó sẽ phân kỳ âm tại cái thời điểm này luôn đó. Nên là anh chị nào mà có theo dõi những video của Thành nè, thì chắc chắn sẽ biết là cái vùng này là mình có thể là mình có hàng giá tốt thì mình giữ thôi, chứ mình không nên mua tại những cái vùng này nữa đó. Thì đó là một trong những cái mà Thành đặc biệt lưu ý cho các anh chị. Còn hoặc là các cổ phiếu như là Hoa Sen hoặc là Hòa Phát nè, Thành nói là nếu mà có mua thì chỉ nên mua khi mà nó về lại những vùng hỗ trợ bên dưới này thôi, thì đó là lúc là chúng ta sẽ mua nó sẽ an toàn. Còn khi mà FOMO ở những vùng này á, đương nhiên khi mà lợi nhuận anh chị thì có thì anh chị vẫn có thôi, tại vì nếu mà nó tăng rồi đây nó quay lên test lại đỉnh cũ thì anh chị vẫn có một cái mức lợi nhuận nhất định, nhưng cái mức stop loss của anh chị nó sẽ rất cao và rất lớn. Nên là thành ra nếu mà chúng ta FOMO không may thị trường nó quay đầu điều chỉnh á, thì cái phần thiệt hại cho anh chị nó sẽ nhiều hơn. Điển hình như HBG thì mặc dù nó không giảm nhiều như Hoa Sen, nhưng nó cũng không phải là cái vùng thuận lợi để mà anh chị vào lệnh tại cái thời điểm này, nên là anh chị nào có đầu tư thì chúng ta cũng cần phải lưu ý và theo dõi thêm ở trong giai đoạn sắp tới ha. Thì đó là cái vấn đề của thị trường tại thời điểm này, bởi vậy nên là Thành mới chỉ có duy trì cái xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại là trong cái trạng thái giằng co thôi, chứ nó chưa phải là một cái tín hiệu để mà chỉ số có thể là bứt phá hoặc là bắt đầu một cái sóng tăng mới ở trong giai đoạn sắp tới, bởi những cái lý do như sau. Ở dưới lý do đầu tiên như nãy chúng ta có chia sẻ là nhịp tăng nó chỉ phụ thuộc vào các cổ phiếu trụ, thứ hai là gì ạ, là cái mức độ lan tỏa của dòng tiền á trên thị trường á nó chưa thật sự ổn định. Tức là sao ạ? Tức là một là nó tập trung vào cổ phiếu trụ trước đã, hai á, là các cái nhóm ngành khác nó lại bị chốt lời, đúng không ạ? Các nhóm ngành khác lên nó lại bị chốt lời, thì chúng ta thấy ở đây chỉ có cái sự luân chuyển thôi. Mà khi mà cái dòng tiền mà nó luân chuyển á thì thường là nó sẽ phù hợp cho một cái giằng co nhiều hơn là một cái sóng tăng đó. Thì cái này là cái mà Thành muốn chia sẻ với các anh chị. Thì nếu mà trong trường hợp nó vượt được 1130 mà nó lên gọi là dòng tiền nó lan tỏa tích cực, thì đó là những cái động thái chủ yếu cho thị trường ở trong giai đoạn sắp tới để mà duy trì cái đà tăng đấy. Và chúng ta sẽ nói thêm và trao đổi thêm về cái gì ạ, cái xu hướng và xa hơn, đó là về trung và dài hạn của chỉ số ở trong giai đoạn tới. Thì ở đây Thành sẽ dùng cái MA10, thì MA10 ở đây Thành sẽ soi ở hai khung thời gian, đó là khung thời gian tuần và khung thời gian tháng, bởi vì cái tuần này là vừa là tuần cuối của tháng luôn, tuần cuối của năm, nên là mình sẽ soi thêm khung thời gian tháng để mình biết là sắp tới kết tháng này như thế nào và xu hướng trong giai đoạn tới sẽ ra sao, đúng không ạ? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ trao đổi thứ nhất là về cái khung tuần. Thì ở thời điểm hiện tại điểm may mắn là cái MA tuần nó đã có dấu hiệu là nó đi ngang, nó đi ngang, nhưng phải đồng ý một điều rằng là chỉ số nó tăng như vậy thì MA tuần nó mới đi ngang, anh chị hiểu ý Thành không ạ? Còn nếu mà chỉ số là gì nó giảm hoặc là nó quay đầu nó giảm, nó kết tuần dưới MA 10 thì có thể là MA 10 vẫn tiếp tục lao dốc xuống, nên là đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta chưa lường trước được, nên là chúng ta phải kèm một cái điều kiện theo rằng là chỉ số phải kết tuần trên MA 10 thì mới cho cái tín hiệu khả quan ở giai đoạn gì ạ,
trong năm 2024. Đó là một cái yếu tố tiếp theo ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về ở khung đồ thị tháng. Khung đồ thị tháng chúng ta thấy là ở thời điểm hiện tại giá đã đóng cửa trên MA10 của khung đồ thị tháng, đúng không ạ? Thì khi mà đóng cửa trên MA10 khung đồ thị tháng như vậy thì nó sẽ cho chúng ta một tín hiệu tích cực và khả quan hơn ở trong giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên á, thì nó có một cái vấn đề là chúng ta phải đợi hết tuần này thì chúng ta mới biết nó sẽ kết tháng như thế nào. Nếu trong trường hợp chỉ số đóng dưới mức MA10, tức là quanh mốc 1.115 điểm, thì cái xác suất thì cái xác suất để mà chỉ số có thể có những cái động thái tích cực ở trong giai đoạn nửa đầu năm 2024 sẽ là rất là thấp, và chủ đạo là chỉ số chỉ sẽ rằng co trong biên độ từ 1.075 cho tới 1.030 điểm mà thôi. Đó. Thì đây cũng là những cái vấn đề, những cái yếu tố mà Thành muốn chia sẻ với anh chị ở thị trường tại cái thời điểm này. Đấy. Và với việc thanh khoản tăng như thế này đó, và những cái tác động đến từ tin tức đối với cái nhóm ngành chứng khoán, thì cá nhân Thành nghĩ cái nhịp điều chỉnh này của nhóm ngành chứng khoán nó sẽ là cái cơ hội cho các anh chị để mà anh chị tiến hành anh chị vào lệnh ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì Thành đã phân tích rất là kỹ và rất là rõ cho các anh chị rồi, tức là cái nhóm ngành chứng khoán tại thời điểm này ở cái khả năng là cái dư địa tăng tiếp của nó vẫn còn vẫn còn, và cái quan trọng hơn hết là chúng ta chỉ cần việc là chọn điểm mua hoặc là chọn điểm vào cho nó hợp lý, nó phù hợp mà thôi. Đó, ví dụ như các cái cổ phiếu như thế này, như VCI đi, nó chưa có dấu hiệu là tạo hai đỉnh ở MACD, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là chọn cái điểm mua quanh cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó, tức là quanh mốc 39.5. Thì khi mà chỉ số mà nó test về mốc 39.5 này đó, thì nó sẽ là cái cơ hội để mà chúng ta vào lệnh ở trong giai đoạn sắp tới. Thì cái bản chất vận chuyển hoặc là luân chuyển của dòng tiền á, tức là nó sẽ tập trung vào các cái cổ phiếu trụ hoặc là các cái cổ phiếu gì à, ngân hàng trước, nếu mà có sự khởi động sóng tăng, đó là cái nhịp tăng, rồi sau đó cái nhóm ngành tiếp theo nó luân chuyển sang, đó phải là cái nhóm ngành chứng khoán. Thành nói luôn là phải, bắt buộc phải là cái nhóm ngành chứng khoán, nên là anh chị cũng không cần phải quá lo sợ hoặc là quá hoang mang ở thời điểm này để mà đánh giá về cái xu hướng tiếp theo, trừ khi nào nó kết phiên hoặc là đóng cửa bên dưới mốc cái mốc hỗ trợ này, ví dụ như VCI đóng cửa bên dưới mốc 39.5 thì lúc đó chúng ta mới phải lo ngại thôi, còn vẫn đóng cửa trên thì chúng ta vẫn yên tâm để chúng ta đánh ở trong giai đoạn sắp tới. Đó, nên là chị nào có đầu tư thì lưu ý. Tiếp theo nữa là FTX, thì những con này gần như là cái điểm mua nó không có cho các anh chị, đúng không ạ? Anh chị nào muốn mua thì bắt buộc là phải chờ gì ạ? Chờ chỉnh, đúng không? Còn nếu mà nhịp này nó vượt tăng luôn á, thì anh chị nào có hàng thì canh lên quanh cái vùng 46x này, canh chốt lời dần. Chú ý cho Thành cái vùng này nha. Đó, để mà canh chốt lời dần ở trong giai đoạn sắp tới. Tiếp theo là con CTS cũng tương tự như vậy. Đó, ai mà có đang đánh thì nếu mà đang cầm hàng thì canh lên cái vùng kháng cự bên trên này thì canh chốt lời dần chấm thành. Còn ở những cái vùng này, một là nó phải điều chỉnh về bên dưới thì chúng ta mới quay trở lại chúng ta đầu tư được ha. Rồi tiếp theo đó là về gì ạ? SSI. Thì SSI ở thời điểm hiện tại cái dư địa tăng nó vẫn còn, dư địa tăng nó vẫn còn. Một là gì? Hôm trước Thành có chia sẻ đúng không? Một là anh chị mua quanh cái vùng này, rồi khi nào mà về đây thì anh chị mua thêm đó. Hai là gì ạ? Anh chị chờ nó về đây rồi anh chị mua, thì cái này tùy góc độ của các anh chị thôi. Thì nó cũng tương tự như con FTX hoặc là con CTS trước đó đó. Một là anh chị mua quanh đây đấy, lên rồi gì ạ? Lên đây anh chị chốt. Hai là gì ạ? Anh chị gì chờ nó về bên dưới này, đúng không ạ? Đó, thì đây là tùy vào cái góc độ mức độ chấp nhận rủi ro của các anh chị đấy. Thì như SSI thì Thành cũng đã có chia sẻ trước đó rồi, đúng không? Thành cho mua trước một phần ở đây, rồi khi nào mà nó về đây thì mình mua thêm, hoặc là nó vượt tăng lên thì mình lúc đó mình sẽ tính chuyện mình gia tăng này nọ cái thứ ha. Bởi vì SSI nó cũng đã công bố cái câu chuyện là gì, chia cổ của nó ở trong giai đoạn sắp tới rồi, nên là chị nào có đầu tư thì lưu ý. Rồi tiếp theo chúng ta thấy đó là VND cũng tương tự như vậy anh chị ha. Đó, nó vẫn đang vận động trong một cái biên độ nhất định, thì cái nhịp mua của anh chị là anh chị mua trước một phần trong nhịp này đó, trong cái vùng biến động này, rồi sau đó nếu mà nó có điều chỉnh về đâu đó khoảng quanh 20 thì anh chị sẽ gia tăng thêm. Còn nếu không thì nó tăng vượt lên thì anh chị có thể là xem xét những cái nhịp gia tăng ở trong những cái đoạn phía sau đó. Thì như Thành nói là cái nhóm ngành chứng khoán mà nó có điều chỉnh á, thì nó sẽ mở ra khá là nhiều cơ hội để mà anh chị đánh lướt ở trong giai đoạn sắp tới, nên là anh chị nào có đầu tư thì cũng lưu ý. Con SHS cũng tương tự như vậy đó, nên anh chị nào có đánh thì cũng sẽ lưu ý ha. Một là cứ chờ nó điều chỉnh về bên dưới rồi mua, hai là mua trước một phần ở đây đi, rồi khi nào điều chỉnh về bên dưới thì đó là lúc mà anh chị sẽ gia tăng thêm, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là con HCM. HCM thì có đoạn này gần như là nó không có vị thế đẹp cho anh chị vào mới nữa. Ai mà có hàng thì yên tâm nắm ở thời điểm hiện tại thôi, chứ còn mua mới thì cá nhân Thành vẫn sẽ không gì không ưu tiên tại cái thời điểm này ha. Nên là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý, đó là về cổ phiếu HCM. Rồi
thì anh sẽ đi qua một cái nhóm ngành. Đấy, thì hôm nay thì các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng nó tăng rất là tốt rồi. Đó. Thì gần như là các cổ phiếu nó đã đi qua điểm mua hết rồi, nhưng mà có một cái cổ phiếu anh muốn chia sẻ với các anh chị, đó là con VPBank. À, VPBank ở thời điểm hiện tại nó đang có tín hiệu là phân kỳ dương và nó đang có tín hiệu là vượt lên kháng cự lại rất là tốt. Thì nếu mà trong trường hợp nó vượt lên đây và nó test lại thành công thì anh chị có thể là xem xét anh chị đầu tư cổ phiếu này ở trong những nhịp sắp tới được. Thì cái con này nó đang vận động khá là giống con STB ở thời điểm hiện tại. Đó, anh chị thấy mà STB nhịp trước nè, nó cũng vượt lên đúng không? Đó, nó vượt lên nè, xong sau đó giờ nó test lại thành công rồi nó lại gì? Kéo tiếp. Đó, nên là cái nhóm ngành ngân hàng Thành có lưu ý lại cái cổ phiếu VPBank cho các anh chị. Nên là anh chị nào có đầu tư thì chú ý con VPBank ha. Nó lên rồi nó test lại thành công thì anh chị đánh tiếp được. Anh chị thấy là chạc nó giống nhau đúng không ạ? Đấy, chạc nó giống nhau tại cái thời điểm này. Rồi, tiếp theo đó là về cái nhóm ngành gì ạ? Bất động sản. Bất động sản có thể là cái nhóm ngành mà ngày hôm nay nó cũng theo cái nhịp tăng của thị trường, nó tăng tương đối tốt đúng không ạ? Thì nhưng mà các cái cổ phiếu thì gần như là nó không còn cái điểm mua đẹp, điểm mua thuận lợi nữa. Đó, chẳng hạn như Nam Long nè, thì bây giờ nó đang cái đà tăng nó quay về đỉnh cũ rồi. Và cái gì ạ? Như đất xanh nè, đúng không ạ? Đoạn này thì nó còn gằng co, đúng không? Thì đối với các cái cổ phiếu này mà anh chị nào chấp nhận rủi ro, ok, anh chị có thể là mua một nhịp quanh vùng này, đó, quanh vùng giá 19. Rồi sau đó nếu mà nó có quá trình điều chỉnh thì nó về lại vùng bên dưới này, thì đó sẽ là lúc mà anh chị có thể là gia tăng thêm ở trong giai đoạn sắp tới. À, nên là anh chị nào có đầu tư vào đất xanh à, thì có thể là lưu ý. À, nhưng mà giờ để mà đánh mà dư địa tăng nó nhiều hơn á thì Thành lại thích đánh cùng Novaland ở thời điểm hiện tại hơn, tại vì đây là những cái cổ phiếu mà nó đi sâu nên là khả năng là giờ nó còn cái đà tăng, còn cái dư địa tăng trong giai đoạn sắp tới nó vẫn sẽ rất là lớn. Đó, nên là chị nào có đầu tư, ok, mua quanh vùng nền này một chút đi, rồi khi nào mà nó về lại được vùng bên dưới này hoặc là nó vượt hẳn luôn đó, hoặc là nó vượt hẳn vùng nền luôn thì đó là lúc anh chị sẽ gia tăng ở trong giai đoạn tiếp theo. Nên là chị nào có đầu tư thì lưu ý. Còn BDR thì nó khá là giống Nam Long, khá là giống đất xanh, thì tức là ai mà canh mua được quanh cái vùng hỗ trợ này á thì nó rất là ok, vì thế anh chị rất là tốt và anh chị yên tâm anh chị nắm giữ. Còn nếu mà ai mà không canh mua được quanh vùng này á thì Thành nghĩ là rất khó để mình chỉ có một cái điểm mua thuận lợi ở trong giai đoạn sắp tới, nên là chị nào có đầu tư thì mình cũng lưu ý lại cái vấn đề này ha. Rồi tiếp theo là SCR. SCR thì nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nó sẽ theo gì, nó giống Novaland. À, nó giống Novaland thì cái vùng này nè, anh chị nào có đầu tư có mua thì có thể là mua trước một phần ở cái vùng này, rồi khi nào mà nó gì nó điều chỉnh mà nó test lại cái hỗ trợ bên dưới quanh vùng 6.8 á thì đó là lúc anh chị sẽ gia tăng ở trong những giai đoạn tiếp theo, nên là anh chị nào có đầu tư thì cũng lưu ý ha. Rồi tiếp theo là về DIG. DIG thì ở thời điểm hiện tại thì rất khó để mà anh chị có một cái điểm mua thuận lợi nữa đúng không ạ? Dành cho ai có hàng thì nắm giữ thôi, ở nó sẽ tốt và sẽ tối ưu hơn đối với so với các cổ phiếu còn lại. Đấy, đấy, về tiếp theo nữa là về HDC. HDC thì nó vẫn đang trong cái kênh giảm rồi, à nó vẫn đang trong cái kênh giảm rồi, nên là nếu mà anh chị mua cái vùng này á thì nó có thể là nó tăng lên được quanh cái vùng quanh 33 thì anh chị phải chốt lời rồi, đó là cái biên lợi nhuận của anh chị nó sẽ không cao. Còn nếu mà anh chị chờ ha, nếu mà trong trường hợp mà nó có điều chỉnh nó test về đâu đó khoảng 29 đi đó, anh chị mua vùng này lên 32 anh chị chốt lời á thì cái biên lợi nhuận của anh chị nó sẽ tốt hơn và cái vị thế của anh chị nó sẽ an toàn hơn, vì trước đây nó cũng là một cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu, nên là chị nào có đầu tư vào HDC thì cũng có thể là lưu ý thêm. Rồi tiếp theo là con KDH. KDH thì đoạn này Thành nghĩ là ai có hàng thì cơ cấu thôi, chứ còn cái vị thế mua mới thì cá nhân Thành sẽ không có ưu tiên, bởi vì nó đã thủng cái hỗ trợ gần nhất rồi nên là cái vị thế của nó sẽ không còn được đẹp như các cổ phiếu khác nữa. À, nên là chị nào có đầu tư thì lưu ý. Còn CEO thì hôm trước Thành đã có nói anh chị rồi đúng không, con này nó vẫn có dư địa lên được được tầm 24 25, nên là anh chị nào có đánh chấp nhận rủi ro thì đánh được. Còn nếu ok anh chị nào bỏ qua thì chọn các cổ phiếu khác nhẹ nhàng hơn như là Novaland hoặc là SCR thì mình đánh ở trong cái giai đoạn sắp tới ha. Còn nhà Tường Liêm thì đoạn này nó lên quanh cái đỉnh cũ rồi nên là cá nhân Thành cũng bỏ qua, không có đánh ở thời điểm hiện tại. Vinhome thì anh chị nào thích thì cứ đánh, à thích thì cứ mua vùng này đi, nó không vấn đề gì đâu. Đấy, Thành nghĩ là nó cứ giằng co quanh vùng này thôi, rồi khi nào mà nó vượt hẳn 43 thì đó là lúc anh chị sẽ gia tăng, anh chị mua thêm ở trong giai đoạn sắp tới. Anh chị nào có đầu tư thì lưu ý. À, hôm nay thì tới cái nhóm ngành cảng biển nó chạy đúng không ạ? Các cổ phiếu cảng biển chạy rất là tốt đúng không? Thì do tin tức từ cái đợt tấn công tại kênh đào Suez thì nó sẽ tác động tới giá cước, giá vận tải, thì từ đó nó sẽ tạo cái câu chuyện cho nhóm ngành để mà tăng giá tại cái thời điểm này. Thì đối với cá nhân Thành á, khi mà dòng tiền nó luân chuyển á thì nó chuyển từ các cổ phiếu trụ thì sau đó nó phải đến các cổ phiếu mid cap, nên là khi mà mình soi hàng thì mình cũng soi thử các cổ phiếu mid cap nào còn dư địa tăng,
trong cái giai đoạn sắp tới để mình canh, mình vào lệnh. Ví dụ như cái nhóm đầu tư công, Thành thấy cũng khá là nhiều cổ phiếu đang có một cái đà tăng thuận lợi, nhưng giờ nhưng nó đang khá là gần đỉnh cũ, nên là anh chị có thể là chọn những cái cổ phiếu gì nó đang quanh cái vùng hỗ trợ, ví dụ như con FCN. À, Thành lấy ví dụ như con VCG đấy, đoạn này gần như anh chị hết điểm mua rồi đúng không ạ? Đó, hoặc là như con gì, con FCN thì anh chị vẫn còn cái điểm mua, anh chị mua quanh vùng này, rồi khi nào mà nó vượt lên thì anh chị mua thêm, hoặc là test về bình lại bên dưới này quanh 13.5 á, thì đó là lúc anh chị sẽ gia tăng ở trong cái giai đoạn sắp tới. Hoặc là con HHV, HHV thì đoạn này á nó stop loss của nó sẽ hơi xa, à, anh chị nào có đầu tư thì lưu ý stop loss của nó sẽ hơi xa, hoặc là cái vùng mua thêm sẽ hơi xa, nên là một là anh chị canh cái vùng nền này, nên anh chị phải theo dõi kỹ ha. Muốn bắt được nhịp tốt là phải theo dõi kỹ, canh cái vùng nền này, nếu mà nó vượt lên, ok, nó vượt lên thì anh chị mua, còn nếu mà gì à, nó cắm xuống thì thôi, chờ về gì 13.x rồi lúc đó thì gì à, chúng ta vào lệnh lại ở giai đoạn sau, à, nó sẽ tốt và sẽ tốt hơn. À, tiếp theo đó là CII, CII thì đang khá là gần cái vùng nền này, nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý lại cái vùng nền này, có thể là gì à, quanh vùng hỗ trợ 16.5 để mà chúng ta theo dõi và chúng ta đánh cho cái nhịp sắp tới nó sẽ tối ưu hơn. Hoặc là con LCG cũng tương tự như vậy, nó quanh cái vùng hỗ trợ rồi, nên là anh chị nào có đầu tư thì theo dõi, tại vì đánh quanh cái vùng này á thì cái mức độ stop loss của anh chị nó sẽ rất là thấp, nên là anh chị sẽ rất là dễ đánh và rất là dễ đầu tư ở trong giai đoạn sắp tới ha. Rồi thì đó là một số cái cổ phiếu mà Thành có chia sẻ với anh chị, chủ đạo là đầu tư công, chứng khoán hoặc là gì bất động sản. Thì ngân hàng thì có là VP Bank đó, thì đó một số cái nhóm ngành mà Thành nghĩ là dòng tiền nữa mà nó có luân chuyển thì nó sẽ chuyển qua sang các cái nhóm ngành này để mình chị chọn thời điểm anh chị đầu tư ở trong giai đoạn sắp tới để nó tốt và nó thuận lợi hơn. Rồi ha, thì đó là góc nhìn của Thành về của video ngày hôm nay và gì với thị trường sau cái phiên giao dịch ngày 25 tháng 12. Nếu anh chị nào có quan tâm cổ phiếu nào khác thì cứ bình luận bên dưới, còn nếu anh chị thấy hay thì cứ đăng ký kênh hoặc là like video ủng hộ Thành nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi đến cuối video. Chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thật là thuận lợi nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị.